Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video chia sẻ về cách nuôi hamster cũng như là một vài cái mẹo nhỏ cho các bạn trong quá trình các bạn nuôi hamster nha. Rồi, và hôm nay sẽ tiếp tục là một cái câu hỏi mà có khá là nhiều bạn hỏi mình trong thời gian gần đây. Và mình sẽ giải đáp cái câu hỏi đó cho các bạn trong cái video này. Và cái câu hỏi này thì mình sẽ giải đáp theo cái quan niệm cá nhân của mình thôi. Và nếu như mà các bạn thấy là ok, các bạn thấy hợp lý thì các bạn có thể để lại cho mình một like cũng như là một subscribe. Còn những bạn nào mà thấy cái quan niệm của mình không đúng với ý kiến của bạn, hoặc là có sai gì đó, hoặc là có thiếu gì đó, thì các bạn có thể inbox ở phía dưới phần mô tả nha, để cho mình cũng như là nhiều bạn khác có thể tham khảo cái ý kiến của bạn trong cái câu hỏi kỳ này. Rồi, và cái câu hỏi mà trong cái video này muốn giải đáp cho các bạn đó chính là nuôi hamster. Chúng ta có nên nuôi ở trong phòng kín hay là không? Phòng kín hoặc là phòng máy lạnh hay là không? Đấy, thì nói chung thì có khá là nhiều bạn hỏi mình, gửi tin nhắn vào Facebook đồ các thứ các kiểu luôn, hỏi mình cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà mình chưa có làm cái video này, cho nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video này giải thích và nêu suy nghĩ theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải thích cái câu hỏi này cặn kẽ và kỹ hơn cho các bạn đỡ thắc mắc nha. Hamster, một loại vật nuôi được rất là nhiều bạn trẻ yêu mến cũng như là lựa chọn nó để làm thú cưng cho riêng mình. Và nó rất là hot trong những năm gần đây. Và sở dĩ nó hot và được nhiều bạn săn đón để nuôi nó như thế bởi vì những lý do sau. Thứ nhất là nó có một thân hình nhỏ bé cũng như là một khuôn mặt ngây ngô rất là dễ thương và rất là nhiều bạn yêu mến về sự cute này. Và cái thứ hai đó chính là chi phí của một bé hamster thì nó cũng không đắt lắm, chỉ tầm khoảng 40-50 ngàn một bé thôi và tùy theo loại. Và một bạn học sinh bình thường thì cũng có thể tiết kiệm tiền ăn uống của mình hàng ngày và cũng có thể nuôi một cặp hamster trong một thời gian dài. Và cái thứ ba đó chính là lồng và chuồng nuôi của những chú chuột hamster nhỏ bé này thì nó sẽ không có tốn nhiều diện tích so với các bạn nuôi chó mèo chẳng hạn. Và cái thứ tư chính là chi phí cũng như là thời gian chăm sóc thì nó sẽ không tốn quá nhiều so với là nuôi chó mèo hoặc là những cái loại bò sát khác. Và cái cuối cùng đó chính là hamster là nó khá là dễ nuôi, vì thế là các bạn có thể chăm sóc nó khá là đơn giản. Mặc dù nó dễ nuôi như thế nhưng sức khỏe của những chú chuột nhỏ bé này thì nó sẽ khá là yếu so với chó mèo hoặc là những cái loại bò sát khác. Vì thế môi trường nuôi là một trong những cái điều rất là quan trọng quyết định đến sự sống còn cũng như là tuổi thọ của những chú chuột hamster này. Nếu như các bạn nuôi những chú chuột hamster trong môi trường tốt thì những chú chuột hamster nhỏ bé này có thể sống đến khoảng 3 đến 4 năm, thậm chí là 6 đến 7 năm tùy theo loài. Và nếu như môi trường mà các bạn nuôi nó không được tốt cho lắm hoặc là nó gây nhiều nguy hiểm đối với những chú chuột này thì những chú chuột này sẽ bị giảm tuổi thọ khá là nhiều, chỉ sống khoảng 1 đến 2 năm, thậm chí là các bạn mua về một vài ngày là những chú chuột này đã đi đầu thai mất rồi. Vì thế, hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn một câu hỏi mà có khá là nhiều bạn hỏi mình trong thời gian qua. Đó là nuôi hamster trong phòng máy lạnh thì nó có ảnh hưởng gì nhiều đối với những chú chuột này không? Và chúng ta có nên nuôi hamster ở trong phòng máy lạnh hay không? Và việc nuôi hamster trong phòng máy lạnh theo mình là không. Vì sao? Vì những lý do cơ bản như sau. Thứ nhất là khi các bạn nuôi hamster trong phòng máy lạnh thì chắc chắn là cái phòng của bạn sẽ là phòng kín. Và khi là phòng kín thì không khí ở trong phòng các bạn nó sẽ khá là ngột ngạt. Và khi mà trong quá trình các bạn nuôi hamster nó sẽ đi vệ sinh cũng như là đi ị thì cái mùi hôi từ nước tiểu cũng như là mùi phân của nó sẽ gọi là bay ra phòng các bạn khá là nhiều. Thậm chí trong phòng các bạn có trang bị những cái thiết bị hiện đại như là máy hút nè, hoặc là máy làm sạch phòng, làm sạch không khí phòng chẳng hạn, thì mình đảm bảo với các bạn luôn là các bạn nuôi một thời gian thì nó sẽ bị hôi phòng, không ít thì cũng nhiều. Và cái nguyên nhân thứ hai đó chính là trong quá trình các bạn nuôi thì sẽ có một khoảng thời gian hamster nó thay lông hoặc là nó rụng lông. Thì như các bạn đã biết, lông của hamster thì nó rất là mỏng và nhỏ, vì thế nó sẽ bay khắp phòng của bạn, nó sẽ bám vào chăn, gối, giường ngủ của các bạn hoặc là bám vào những cái cánh quạt của máy lạnh, làm ảnh hưởng đến thiết bị cũng như là dơ phòng của các bạn. Thậm chí nhiều hơn nữa, những sợi lông ấy sẽ bay khắp phòng và các bạn sẽ hít vào mũi của các bạn, sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn rất là nhiều. Và cái thứ ba đó chính là nuôi hamster trong phòng máy lạnh thì chắc chắn là chiếc phòng của bạn sẽ là phòng kín. Đi đôi với việc đó là không khí trong phòng nó sẽ không được lưu thông cũng như là thoáng mát như ở bên ngoài, đặc biệt là những bạn nào phòng của các bạn khá là nhỏ giống như là phòng mình nè. Và những bạn nào mà mở máy lạnh 24/24 cho những chú chuột hamster của các bạn thì cái đó mình không nói tính rồi, nhưng mà mình nghĩ là không có bạn nào mà
đủ tiền để mà mở 24/24 cho những con chuột này đâu nhỉ. Và cái cuối cùng đó là nuôi hamster trong phòng máy lạnh thì sẽ khiến cho những bậc phụ huynh như là cha mẹ và ông bà của các bạn sẽ cảm thấy khó chịu vì những bậc phụ huynh không có cảm tình cho lắm đối với những chú chuột hamster này, và việc các bạn nuôi hamster trong phòng máy lạnh là càng khó khăn hơn. Và đó là những cái mặt tiêu cực của việc các bạn nuôi hamster trong phòng máy lạnh. Còn cái mặt tích cực thì theo mình thì không có cái gì hết cả. Thì những bạn mà có ý định nuôi chuột hamster trong phòng máy lạnh thì theo mình nghĩ là những bạn ấy muốn cho những chú chuột của bạn được mát hơn hay là sao đó, thì cái này mình cũng không gành cho lắm. Nhưng mà theo mình thấy thì nuôi hamster trong phòng máy lạnh vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của hamster, vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người nuôi rất là nhiều, và mặt tiêu cực của nó rất là nhiều, còn mặt tích cực thì mình thấy rất là ít luôn. Vì thế những bạn nào mà đang có suy nghĩ hoặc là chuẩn bị nuôi hamster trong phòng máy lạnh thì các bạn có thể tham khảo qua video ngắn này của mình và suy nghĩ lại. Và môi trường thích hợp nhất để mà các bạn có thể nuôi những chú chuột hamster này đó chính là trong nhà, nơi thoáng mát, không khí mát mẻ. Và các bạn lưu ý và tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào, hoặc là tránh tầm mắt của những chú mèo hoặc là chú chó, đặc biệt là những bạn nào mà nuôi chó mèo ở nhà nhé. Và một cái nữa là tuyệt đối các bạn không nên nuôi chuột hamster ở bên ngoài, ở ngoài sân, vì khi các bạn nuôi ở ngoài sân thì nó sẽ ảnh hưởng bởi các con vật khác như là rắn nè, hoặc là chó mèo của ông nhà hàng xóm, hoặc là nhiều con vật khác nữa. Và một cái rất nguy hiểm khi các bạn nuôi hamster ở ngoài sân đó là không khí và thời tiết ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến hamster rất là nhiều. Ví dụ như các bạn nuôi hamster ở ngoài sân mà lỡ như mưa nó tạt vào hoặc là nắng nó chiếu vào lúc nào các bạn không hay, thì các bạn nghĩ chú chuột hamster của các bạn nó sẽ như thế nào? Và đây là những suy nghĩ cá nhân của mình về việc nuôi hamster trong phòng máy lạnh, và mình đã giải đáp thắc mắc của các bạn xong rồi. Và đây chỉ là những cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe. Và bạn nào có suy nghĩ khác với suy nghĩ của mình trong cái video này thì các bạn có thể inbox ở phía dưới phần mô tả để mình và nhiều bạn khác có thể tham khảo ý kiến của các bạn nhé. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.